Cậu này đứng phía sau này nha. Cậu này đứng phía sau. Cắt cậu này vào vị trí. Em đây. Và đây là người thứ kim hay nhất ta siêu cấp Việt Nam ngày hôm nay. Các cặp tài cho tín hiệu. Lượt đấu thứ nhất thi đấu từ 2 phút đến 5 phút, loại 2 chú kim bắt đầu. À, 182 022 đứng ở ngoài khúc biên. Chim của bạn Minh Quân là số 95, chim mình là 23. Thế bên kia là 090 của bạn Tuấn và 048. Chim anh Tam là 211. Tâm Nguyễn. Chú chim 048. Minh Quân là 095. Tam là 121. Hết lần đấu này thì chú chim số 1. Đại chim 022 sẽ được ưu tiên đi trước. 022 được đi trước. Trời tự nhiên có cơn gió nhẹ các bạn. Cái lồng anh nhanh cú này đi đấu giá chắc nhiều tiền. Chú chim 211 xù chậm chim. 211 xù chậm chim. 61 chim của anh Phương Trài. Ở cha cha, chim anh Phương Trài đã móc xỉa lông đuôi. 061 là xỉa lông cánh. Xỉa lông đuôi. Chín mươi đang chậm chim. Chín mươi đang đứng ở góc phía bên kia hơi chậm chim một tí các bạn. Ok, cảm ơn các bạn. Chim mình cũng đang rất là sáng sao. Và so sánh chim mình với chính chú chim còn lại, đừng căng thú chim mình không. Hai chim số 182 cũng chậm chim một chút rồi. 48 chậm chim, 090 cũng chậm rồi. Có thể nói là 23 là bây giờ đang sáng nhất sao. Mong rằng đừng có sự cố gì nha. Ôi buông xe phí rồi các bạn, cũng như không rồi. Tôi nghĩ rằng là chỉ có tiếng ché may ra các bạn, không biết như thế nào chứ tôi nghĩ là tiếng ché của Chí Minh đô 61 mà mới có thể giữ bạn lại ở trên sào. Cái tiếp tục cái bạn đã xỉa đuôi hơi nặng rồi. 048 có dùng mình. Đã kết thúc lượt đấu thứ nhất, đề nghị giám khảo cho các bạn. Tôi nghĩ rằng là 061 là một vé, 048 và 090 là có rủi ro. Chú chim gửi đền mệnh, chú chim đầu tiên là dễ khuyến khích
061-065 tạm dừng cuộc chơi. Dạ, dạ, khuyến khích. Hôm nay có 3 chú kiên 211-048-090. Các chú kiên có lơ chim, có lơ nhiệt. Nhưng chú kiên đứng một chỗ trong chân không có thái độ. Chú kiên càng về sau càng bỏ mặt ra ngoài, quẹt đầu. 211 tạm dừng cuộc chơi. 211 các bạn. Không ai hay đi trước. Không ai hay được đi trước giờ vô thôi các bạn. Các trọng tài vào vị trí. Lần đấu thứ hai chúng tôi tiếp tục loại hai chú chim. Các trọng tài cho tín hiệu. Đúng, chạy như váy luôn. À, hai chim 48 và 90 tiếp tục chạm cầu các bạn nhé. Bốn tám đang lơ chim. Chú chim 43, 143 hay 143? 143. 143. 143. Chậm chim. Đối diện với 121 qua chậm chim. À, 90 đánh lại, 48 đánh lại. À, vòng này 90 và 48 sẽ được di dời. Cố lên con, cố gắng lên con. Ok, hơn 2.000 anh em phải giỏi rồi. Chủ nhân chú chim 143, chúng ta lưu ý chim này chậm chim so với chim xung quanh. À, 048 và 090 hơi chậm chim hơn chút xíu các bạn ha. À, thỉnh thoảng có đánh lại nhưng mà tôi sợ là cũng lo. Với lại chiến binh 143 phía bên kia cũng bị nhắc nhở một lần rồi. Mười phút nữa làm nên việc các con. Giải đấu cũng bắt đầu dần dần khép lại các bạn nhé. Ở vòng đấu lần này tôi nghĩ là thời gian nó cũng còn khoảng một phút nữa thôi. Đang lo lắng cho chiến binh số 090, bạn có lúc bạn chạy, lúc bạn lơ ra ngoài. Đã kết thúc lượt đấu thứ hai. Kết thúc lượt đấu thứ hai. Chỉ có chơi lần này thôi, sao giờ? Đi vô ai cũng chê, ai ngồi mà lại căng hết. Cuộc bắp mà. Em nói lần khác nó không chơi. Lần khác không chơi. Không, chim nghèo ở nhà nghèo. Lơ zoom lớn lên tí xíu ha. Thảo, em đụng cái cần cái quay nha. Em đụng cần cái quay là em đụng mấy ngàn người của anh đó nha. Bạn Thảo Văn đã đứng gần các bạn. Chim mạnh quá. Lượt đấu này chú chim nổi định mệnh, chú chim rẽ ngon cánh phải 048 tạm dừng cuộc chơi. Chúng tôi so sánh 090 và 148 dừng cuộc chơi. Chú chim đứng chôn chim mất hình. Chú chim một cái chim thì có lơ chim nhưng có vào chơi. Nhưng chú chim lợi thế ở giữa, chú chim mất hình không đấu chậm chim 143 tạm dừng cuộc chơi. 143 luôn. 143 thì chơi đó là hai chú chim. Rồi có cái đại vô luôn hết luôn. Xong luôn. Anh em,
Thầy ơi, dẹp cái bản lên kia hả? Cái bản có chiếu mặt trời vô. Cái bản vậy hả? Cái trận này mà mình đi còn lại 6 chứng minh các bạn. Lần đấu thứ 3 bắt đầu. Dung là chiến thắng. Một vòng rất dễ dàng, rất cao kim của các anh em bệnh nhân có chiến thắng. Xin đọc 6 chứng minh của... Ôi, bung xè các bạn, chứng minh của bạn Minh Quân các bạn. À, phía bên kia bạn Minh Quân bung xè. À, 0-90 đang đánh lại tốt các bạn. Chim của anh Tam vô 6 con cũng đang đánh tốt nha. Đang đều. Chỉ có chiến binh phía bên này hơi chậm một chút xíu. Chiến binh 122 em, một bao nhiêu? 182 à. 182 có lớn ra ngoài chậm. So ra là 182 hơi chậm một tí nha. Xin nhắc lại nghệ nhân, chúng ta quan sát chiến binh và so sánh chiến binh với năm chiến binh còn lại. Không không. Hiện nay trên sàn chú chim có thái độ chậm hơn là chú chim 182. Và 182 đang được so kè phải chậm thi đấu. Không đâu sẽ còn bên này thái độ chậm. Nha. Năm chim. Chín mươi đang bên kia. Tiếp theo là 095 bên kia và 090 bên kia bên này. 121, 213 và 152. Hy vọng là 23 vào tứ trụ đang đánh rất là đều các bạn nha. 182 là có rủi ro bạn quay ra ngoài bạn bỏng nha. Nói chung là còn lại 5 chim cũng tương đối đều đó. Còn lại 5 đối đều. Nhanh lên con, cố gắng tí nữa này hả mỏ thôi, mệt mỏi à. 1-2-1 đang lợi chim. Chiến binh này rất là ít tiền cào cào, ăn cám chuối chủ yếu, cào cào rất là kén ăn. Còn lại tương đối đều các bạn. Thò mỏ vô trong cái cống, nhưng mà cái cống mình lấy ra hết rồi mà không có nước đâu. Đã kết thúc lượt đấu thứ ba. Rồi, kết thúc lượt đấu thứ ba. Hy vọng là vô tứ trụ không có rủi ro gì hết. Tứ trụ rồi. Tuyền, căng quá. Gì? Em thấy anh Nhân đi mượn tiền miết à? Mua về mua cái lồng này. Mượn tiền hôm nay mua chim. Đây là không gian tất cả nhân lần trận 2 con giữa 3-8 mình chắc xuất trong nhân đó. Con 22 cũng chắc xuất. 3 con có 1 con 1 con 1 con 2 với 0 con 4 trên 4 giống trọng tài. Đồng ý. Lời chú chim rủi ro có rủi ro 121 121 các bạn tiếp quá. Nói chung là cũng 1-9-1-10 á. Anh Tam đâu chậm chim so với những chú chim còn lại đấu kém lơ là 182 4-4 nhóm chậm này 182 dừng cuộc chơi các bạn. 182 như vậy là còn lại 4 chiến binh hạng nhất ở lần này ha. 090 022 không bao nhiêu em bên này nè. 022 022 090 kia là 095 23 bắt đầu. Ôi, là tình chơi. Cô nghe vui xe. Giật đi con. Thái độ rất tốt. Xe 2 phát nữa đi. 23 đang chạy cầu rất tốt các bạn. Nói về thái độ chạy cầu là số 1 đấy. 23 cũng vậy.
Có bọng luôn các bạn nha. Sau khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ thi đấu rồi mọi người. Gần 2 giờ chiều rồi. Mình phải gọi người bên lường dung. Năm ở trong đi. Ráng đi con, 3 phút nữa. Chạy như vậy là chạy số 1 rồi chứ ai chạy qua được. Chạy xuyên suốt luôn, thái độ thi đấu tôi nghĩ rằng là nói không phải binh chim chứ mà thật ra tôi nghĩ nó cũng đang rất là sẵn sàng các bạn. Không có lỗi các bạn. Vâng, cổ vũ tất nhiên ai cũng cổ vũ nhưng kết quả cuối cùng thuộc về đồng đạo không còn dài và sẽ kết thúc một giải đấu siêu cúp Việt Nam 2023 trong vòng chỉ còn 2 phút nữa thôi mọi người nhé. 2 phút nữa thôi. Mọi người cho chúng tôi tin nào, tin là để cho phía kia 095 múa các bạn nha, múa luôn các bạn nha. Một tiếng binh múa rồi chim mình vẫn chạy đều. 090 đang rất là bức xúc ha. Rồi một chim xuống xuống nàng dưới rồi, chỉ có chim mình là không bị lỗi thôi nha. 095 quay ra mày múa lắm. Không 095 múa lâu rồi, muốn quay ra ngoài lâu quá rồi. Khả năng về nhất cao lắm nha quý vị. Đang rất là vui và phấn khởi. Ơi nhảy bình tĩnh con, bình tĩnh vô. Cứ từ từ rồi. Ok, bạn múa rồi, xong bạn hết múa rồi. Ngay từ đầu rất tốt. Khả năng nhất rồi. Hết giờ. Hết giờ. Kết thúc một trận đấu khả năng nhất cao lớn nha các bạn nha. Mình chờ trọng tài các bạn. Thắng. Tôi chờ trọng tài quyết định ha. Anh Nhân ơi. Anh quay lại đây nào. Anh Nhân ơi. Anh thấy giọng. Phát hiện ra đó. Chào mọi người. Chào anh em nhé. Rồi. Giờ đủ mưu rồi, giờ xong rồi đủ mưu. Các bạn, thực ra là cũng rất là hồi hộp, cũng đang chờ trọng tài các bạn. Bốn chiến binh thì cũng tương đối đều. Chiến binh 095 thì có múa hơi nhiều một chút. Chiến binh 022 thì có nhảy và trợt cầu xuống nang dưới một tí, chứ không gọi là xuống bố các bạn. 013 của mình thì chạy cũng rất là đều và cảm thấy là nó không có lỗi. Không có chơi có một lòng bây giờ làm sao. Nên thành là khả năng lấy giải cao ngày hôm nay là có nha. Các bạn chờ chút xíu trọng tài quyết định, như mình cũng cầm đèn chạy trước ô tô vậy thôi. Hy vọng rồi lâu quá hả? Lâu nhất rồi thôi. Xong rồi. Nhất cái luôn. Giờ hỏi con là qua đó. Chờ chút xíu các bạn. Không, đầu con bên đây nó. Nó đang xe căng cái con không. Hai cái. Hai cái. Nãy giăng hai cái. Tiếp rồi. Nó là giờ. Anh ơi. Cụ nó bung lên đẹp luôn. Đó, anh làm cái em bắt luôn rồi con kia đó. Làm em kia chụp đi. Ở ngồi luôn hả? Hả? Làm gì ở ngồi luôn hả? Mãi hay quá. Má em phải không dịp luôn anh. Cấp 30 giây. Chờ trọng tài phân tích cho nha. Nó con nhân chạy kỳ kỳ quá, nó bắt đi. Lên có nhân vé. Thắng. Nhân kêu.
á à, nãy đi tìm thuốc không có rồi, phải tìm thuốc kém rồi mấy thầy biểu này à, con quỷ cái lòng này nó thay đổi chơi một lòng à, nhưng mà biết sao cứ đỡ đi nghiêng vậy đi, đỡ vậy luôn nó mới đỉnh. Bé đi xe máy hả? Đi xe máy nhấp gọn nhấp gọn nhấp. Trọng tài còn ban, trọng tài còn ban. Chưa. Hôm nay trên đôi đã có kết quả rất nhanh và vòng đẹp đẹp. Anh chuyển cho. Và đúng là bốn đứa chim này hai vòng chung kết. Cũng làm đau đầu, các trọng tài. Đau đầu trọng tài các bạn, chưa chắc ăn thôi nha. Chú chim không ai nghe, chú chim bắt đầu chơi rất tốt. Chơi có thể coi là chú chim có văn xè, chơi rất tốt. Nhưng càng về cuối với chim không ai nghe, càng xuống chim, càng chậm chim, có thể nói là lơ chim. Tiếp theo chú chim không chiến không, chú chim lúc đầu chậm chim so với ba chú chim còn lại, nhưng càng về cuối chú chim càng bùng lên, nhất là lúc chú chim không chiến năm múa là lúc đó chú chim 090 chú chim rút lên chơi rất tốt. Tiếp theo chú chim 095 chú chim là chú chim một trong những chú chim chậm nhất trong bốn chú chim. Chú chim có văng xè, nhưng văng xè mặt ngoài chúng tôi không tính, và múa không phải là múa đấu. Chú chim 095 là chú chim yếu nhất. Chú chim E13, chú chim không lỗi, chơi xuyên suốt. Chú chim nhất ngày nay 213, chú chim cầm hạng 3 ngày nay là chú chim 095, còn lại 020 và 095 chúng tôi nhất các bạn. Cũng như chú 022 và 095.